Hello cả nhà. Chúc các bác có một buổi sáng thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình yên bên gia đình. Thì trao đổi các bác chị. Đây là giống bơ sắp siêu muộn hay gọi là bơ Tết. Đang ra bông và chuẩn bị sổ nhụy, rất là đẹp đúng không? Đây. Đây. Thì có thể trao đổi các bác một số cái đặc điểm của cái giống bơ này. Thì đầu tiên là đây là giống bơ có thể đánh giá là giống bơ có giá trị kinh tế cao nhất hiện tại bây giờ trên thị trường trong tất cả các dòng bơ. Đấy. Trước kia thì các bác có thể nói là bơ hát, bơ rít, bơ bin đúng không? Là những cái giống bơ của Mỹ ấy. Đó. Rồi bơ bút là có giá trị kinh tế cao nhất. Đấy. Tuy nhiên thì sau một thời gian phát triển thì còn có mỗi bơ bút là còn tồn tại rất là nhiều. Hai nữa là giá trị cũng đang rẻ. Đấy, vào mùa thì giá bơ bút cũng thấp. Đấy. Tuy nhiên thì dòng bơ này thì nó lại có một cái đặc tính rằng là nó thu vào lệch vụ vào cái dịp Tết dương lịch của mình nhé. Đó. Thì thời điểm tháng 11, tháng 12 thì bơ bút trên thị trường đa phần là hết rồi. Đấy. Chỉ có một số anh chị em lái buôn ấy, mua vườn ấy, hoặc là những ông chủ mà gọi là có tầm cỡ ấy, là phun để neo trái ấy, thì chấp nhận là rủi ro là nó sẽ rụng rất là nhiều, nó nứt nó rụng ấy. Là bán lẻ, còn lại ít nào thì đến tận khoảng tháng 11, tháng 12 thì còn thôi. Giá trị khi đó cũng khá là cao, 70, 80 cũng có. Đấy, còn đa phần nằm ở mức khoảng 50 đến 60. Đấy. Tuy nhiên thì giống bơ này không cần phải neo trái, không cần phải xử lý cái gì. Đấy, nó vẫn tồn tại, nó vẫn neo trái đến tháng 12. Đấy. Mà đặc tính của nó là trái đẹp. Đấy, màu xanh, xanh 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 bóng đấy. Đấy. Trái to gấp đôi, gấp ba lần bơ bút. Đấy. Cơm vàng hơn bơ bút. Đấy. Dẻo thì so với bút thì 1:9:10. Đấy. Nhưng mà trái thì to gấp đôi gấp ba nên thị trường cực kỳ ưa chuộng. Thời điểm tháng 12 năm ngoái ấy, thì lái vào trả em giá là 70.000 một ký. Đấy. Còn thời điểm mà đầu đầu giữa đầu tháng 12 ấy, thì còn nếu ở cuối tháng 12 khi đó thì nó sẽ lên 80 hoặc 85. Đấy. Còn thời điểm tháng 11 thì vào trả em giá 50.000 một ký. Bơ này thì ra hoa ra quả tự nhiên. Đây các bác thấy này. Đấy, em không có xử lý bất cứ cái gì. Đấy. Mà một cái đặc tính để mà cái giống bơ khác mà nếu như thế này thì người ta rất là sợ này. Đấy là nó vừa đi bông mà nó vừa đi đọt. Đấy. Thì đối với bơ bút cũng thế, hoặc là bơ 034 cũng thế, hoặc bơ Cuba cũng thế. Những bơ nào mà vừa đi bông này này, rồi mà vừa đi đọt này này, thì tỷ lệ sẽ gần như là sẽ rụng hết. Các bác nhé. Nhưng cây bơ này của em để cho các bác xem luôn. Đấy. Để cho các bác xem về sau này trải nghiệm cái giá trị cái tỷ lệ đậu của nó luôn. Đấy. Nó vừa đi bông vừa đi đọt thoải mái luôn. Đấy. Em không có xử lý bất cứ một cái gì mà ngay thuốc sâu em cũng không phun luôn. Đấy. Các bác nhìn này, những con nhện này. Đấy, các bác nhìn này. Đó. Tại vì các bác biết không? Ở dưới là rau rau sống. Đấy. Đấy, ở dưới là vườn rau rau sống của em mới mới ăn hết trong này xong này. Đó. Đấy, hành rồi rau sống các thứ. Nếu chúng ta phun thuốc thì nó sẽ bay xuống là coi như khỏi sử dụng rau luôn. Đúng không? Nên là em không dám sử dụng phun một cái gì cả. Cái thứ hai là cũng không ép được cái cây này vì lý do tưới rau liên tục. Cũng không ép được. Đấy. Đấy, đúng ra chúng ta phải để cho nó khô hạn một thời gian nhưng mà chúng ta mới cho nó làm nụ làm bông đi thì chúng ta mới mới tưới vào thì nó mới khi nó làm nụ làm bông xong rồi mình sẽ tưới. Đấy. Đây này. Không phun được nên là nó cũng chích cho đuôi cả đọt đây này. Đấy, thấy không? Đấy, không phun được này. Đấy, không phun các bạn. Từ đầu đến đuôi không phun một tí gì luôn. À. Đấy. Nhưng mà không sao cả, tại vì nếu mà mình phun đi thì thuốc sâu nó sẽ bay trong cái vườn rau này sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên là em thôi kệ. Đấy. Cho nó đậu tự nhiên luôn. Đặc nào thì cây đây cũng là cái cây bơ bơ Tết này, cây bơ Tết này cũng là cái cây bói năm nay. Đấy. Cây này cũng là cây bói năm nay, chỉ năm ngoái thì chưa qua chưa 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 nó chưa ra trái. Đấy, năm nay nó bói các bạn nhìn này. Ra này. Đấy. Đấy, tưới liên tục cho nó ra đọt ra bông luôn. Đó, vừa đi đọt nó vừa đi bông luôn các bạn ạ. Thấy hoành tráng không? Đấy. Nên là giống bơ này nó ra hoa ra quả tự nhiên, đậu tự nhiên luôn. Không phải xử lý cái gì. Đấy. Ăn vô cùng thơm ngon, độ dẻo rồi thơm và vàng. Có những bác mà từ nơi xa đi máy bay đến chỗ em này để xem giống bơ này để đặt giống. À qua qua vấn đề đặt giống em cũng nói luôn là một số bác đặt giống chỗ em nhưng mà thật sự là cái giống của nó là nó chưa có già cái lá các bạn. Đấy, chưa có già cái lá.
nên là em chưa dám gửi, nên các bác thông cảm nhé, chứ không phải là bảo là không có giống hoặc là bán cho người khác đâu. Có nghĩa là khi em ươm ấy, trong đây em sẽ làm video về cái vườn ươm của em, là cái đọt nó lên khoảng 10, 15 đến 20 phân rồi. Đấy. Em nhân giống là em ghép vào ấy. Đấy. Thì cái đọt của nó, cái lá đang còn non. Đấy. Nếu mà chúng ta gửi bây giờ thì về đến nơi nó sẽ héo, thì nó sẽ ảnh hưởng đến giống. Nên là đây nó non như thế này các bạn này. Đấy, nó non như thế này này. Thế. Bây giờ mà gửi cho các bác là về nơi này sẽ héo, nó sẽ ảnh hưởng một phần đến giống. Nên các bác yên tâm rằng là trước khoảng 10 ngày thì cái lá nó cứng lên một tí ấy. Đấy, nó cứng lên thì em sẽ gửi cho các bác được. Đấy, nên các bác yên tâm về giống, các bác không phải lo sợ rằng là em gửi cho người này mà không gửi cho người kia nhé. Đấy, các bác yên tâm. Đấy, làm gì nào nó phải uy tín. Đấy. Thì cái cây giống bơ này là cái cây bơ này. Cái cây bơ này là cái cây bơ có thể nói năm nay là bói. Đấy. Còn cái cây bơ này là cái cây bơ năm vừa rồi thu hoạch chính này và kinh doanh này. Đây. Này. Thì nó chậm hơn các bạn. Nó chậm hơn. Đấy. Nó chậm hơn. Bây giờ nó mới đang ra cái dạng là phân tầng chân chó này. Đấy. Phân tầng kiểu chân chó này. Đây. Đấy. Đây. Đấy. Đây là cái cây bơ đã vào thu hoạch năm vừa rồi rồi. Đấy, để bán trái rồi. Này. Bây giờ mới đang phân tầng. Này. Nên là các bạn yên tâm. Cây này khá là trụi, cây này thì em cắt đọt nhiều, tại vì em xả đọt xuống để em ghép cho các bác đặt hàng á. Đâm ra nó khá là trụi, gần như nó cụt hết cả ngọn các bạn. Này. Cụt hết ngọn luôn này. Đó, đúng là cây này nó to lắm. Này. Nhưng mà do là cắt hết đọt để ghép á. Để ghép cho các bác để lấy giống để trồng, tại vì em bình thường với những người có thể nói là người ta làm thì không uy tín hay như thế nào đó. À, mua đi bán lại thì có thể người ta lấy đại một cái cây gì đó người ta ghép cho các bác, đúng không? Thì người ta cũng nói là đấy là bơ Tết. Nhưng mà em là nói thật với các cây bơ này có giá trị đáng mấy, bán giá tiền cao không mấy. Nhưng mà khi mà nhân giống thì cũng vẫn cứ phải lấy những cái đọt, rồi những cái ngọn. Đấy, ở những cái cây mà chuẩn chỉ nhất để ghép cho các bác, chứ không có lấy lung tung. Đấy, bơ Tết thì lại bảo là thì bán giống bơ Tết thì lại nói thì ghép giống cái bơ ở đâu là không có. Này. Đấy, ngọn các thứ em cắt trụi hết này. Đó, các bác thấy không? Đấy. Toàn bộ dưới kia là cắt cụt hết đọt luôn. Đấy, các bác thấy không? Nên là cây bơ này là cây bơ vào kinh doanh rồi. Đấy. Thì nó sẽ chậm hơn, nó ra chậm hơn bây giờ cái khoảng phân tầng này thì chắc khoảng nửa tháng nữa đến 20 ngày nữa nó mới sổ nhị. Có thậm chí cả tháng nữa mới sổ nhị đấy. Đấy. Thì cây bơ này mới là cái cây bơ thu đúng vào Tết này các bác này. Đó. Thì thường là cái cây bơ bói kìa. Đấy. Là nó sẽ xa sớm hơn. Thì nếu mà cứ với cái lượng hoa như thế kia. Đấy. Thì cây bơ đó sẽ thu vào cuối tháng 11 đầu tháng 12. Đấy. Trái sẽ thu vào cuối tháng 11 đầu tháng 12. Còn cây bơ này sẽ thu vào cuối tháng 12, xuyên sang đầu tháng 1 của năm sau nhé. Cây bơ này. Đấy. Tại vì lý do sao? Nó cùng là giống thôi, cùng một là một giống. Tuy nhiên thì cây này nó vào kinh doanh rồi, nó phải nuôi trái. Đấy. Thì cái sinh trưởng của nó trên cây nó sẽ hạn chế lại, nó sẽ giảm lại. Đấy. Nó sẽ chậm hơn cái cây mà không nuôi trái. Đấy. Nên là đôi khi các bác về trồng năm đầu tiên, mà cây bơ của mình nó sẽ ra bông, ra trái. Đấy. Thì nó sẽ thu sớm hơn Tết dương lịch một thời gian tầm khoảng 10 đến 15 ngày hoặc là nửa tháng, đúng không? Nửa tháng, thậm chí đến một tháng. Đấy. Thì chúng ta yên tâm là nửa thứ hai, mùa thứ hai nó sẽ vào đúng Tết dương lịch hoặc là sau Tết dương lịch các bác nhé. Đấy. Giống bơ này thì tỷ lệ đậu trái cực kỳ sai các bạn. Đấy, nó là dòng bơ chùm. Đấy. Ở các tỉnh từ miền Trung mà đổ ra đến các tỉnh phía Bắc ấy, thì trồng cái giống bơ này á, là sẽ thu hoạch sẽ muộn hơn trong em tầm khoảng 10 đến 15 ngày. Đấy. Ví dụ như cái bơ này em sẽ theo thu hoạch được đấy, được thu hoạch có thể là vào đầu tháng 12 đi. Đấy. Hoặc giữa tháng 12. Đấy. Hoặc nếu chúng ta để lại chúng ta thu hoạch vào Tết dương lịch. Thì ở các tỉnh phía Bắc thì tập trung sẽ thu hoạch vào là Tết dương lịch luôn. Đấy. Nứa tập trung sẽ vào đấy luôn. Còn cái nứa sau thì sẽ ra là sau Tết dương lịch. Đấy, có nghĩa là cận Tết âm lịch luôn ấy. Đấy. Mà đa phần đây sẽ làm là cái giống bơ này các bác sẽ làm quả biếu.
Thì vừa rồi là của em bán cơ bản là bán quả biếu thôi, tại vì nó rất là đẹp các bạn, cái trái rất là đẹp đấy. Mã đẹp xanh bóng, mà khi nó đẻ, khi từ khi hái đến khi mà mình nó chín được ăn ấy, là cơ bản là nó vào 1 tuần đến 10 ngày đấy, thì nó mới chín, mà nó chín xanh luôn các bác nhé, chín xanh mã đẹp luôn chứ không phải chín đen đâu. Đấy, chín đen thì nó lại xấu, chín tím lại xấu, nhưng mà nó lại chín xanh luôn đấy. Khi các bác đặt con dao, các bác bổ thì cứ đưa con dao vào bổ thì nói thật với các bác là nó ngập con dao luôn đấy, nên là các bác yên tâm, cứ bổ ra cơm nó vàng cực kỳ luôn, cơm nó vàng vô cùng đấy. Trái đều cỡ khoảng 1 ký, ký 2 ký rưỡi đấy, mà đẹp bóng đấy. Vừa rồi nói thật các bác là khi mà chúng ta đến để chúc Tết ấy, hoặc là đến để thăm nhau ấy, thì rất nhiều bác lựa chọn là liên hệ với em để lấy cái giống bơ của em làm quà biếu. Đấy. Mà em nghĩ rằng chắc là 10 người thì cả 10 người là khi được nhận cái quà biếu đấy đều ngạc nhiên rằng là không bao giờ nghĩ là chị lại có cái giống bơ nó đẹp, nó to, mà cái thời điểm mà cuối năm này, cái thời điểm Tết Dương lịch mà còn bơ cả. Mà khi ăn thì không ai chê một câu nào, tất cả đều có nói là nghĩ nó to là ăn không ngon, ai nghe nó ăn quá tuyệt vời, thơm ngon béo mà nó có vị hơi ngọt ngọt đấy, nó dẻo đấy chứ đấy. Nó có hương hơi hướng vị của bơ Cuba đấy, nhưng mà nó cũng mang hơi hướng của cái dòng bơ bút, độ dẻo của bơ bút đấy, độ vàng của bơ Cuba và độ dẻo của bơ bút đấy, độ thơm ngọt của bơ bút à, của bơ Cuba. Rất tuyệt vời cái giống bơ này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Video sau em sẽ quay cái vườn ươm của em để cho các bác nào đang đặt giống ấy, thì các bác yên tâm rằng là giống em làm rồi. Đấy, đang lên rồi. Tuy nhiên thì đang còn non, đọt thì đôi khi có những cái nứa nó đang non như thế này, là chưa 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 thể chuyển được, các bác cũng yên tâm nhé. Đấy. Một cái cây bơ mà nó có thể nói là nó mang rất nhiều cái đặc tính tuyệt vời. Đấy. Hai nữa là thật sự là nó đeo trái, mà nó đeo tự nhiên ấy, chứ không phải mình phải tác động cái gì đâu. Đeo trái rất là lâu trên cây. Đấy. Tháng 3 là đậu trái đi. Thì tận tháng 11, tháng 12 thì chúng ta mới được thu hoạch. Đấy. Thì có thể nói là thu hoạch thì tháng 11 thu hoạch vẫn được rồi các bác nhé. Vẫn được rồi. Đấy, tháng 11 thì chúng ta thu hoạch nó sẽ làm ở cái mức khoảng 8 tuổi rồi. Đấy. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta khi đó thời điểm đó mà được giá, hai nữa là cần phải bán thì chúng ta vẫn bán được rồi từ đợt thời điểm tháng 11 nhé. Còn nếu mà chúng ta muốn giá cao hơn thì chúng ta để lại đến tháng 12 chúng ta thu hoạch, đúng không? Đấy. Nên là cái thằng bơ nó đeo trái lâu trên cây này này, và nó muộn này, nó có rất nhiều lợi thế. Đấy. Chúng ta có thể thu hoạch trước 1 tháng hoặc sau 1 tháng vẫn được. Đấy. Hoặc là cách nhau nửa tháng chúng ta hái 1 lần, hoặc là những cái trái to chúng ta hái trước và để những cái trái mà nó nhỏ lại để nuôi tiếp. Đấy. Thì đều được các bác nhé. Đấy, cái đấy nó có cái đặc tính là vô cùng tuyệt vời như thế. Đấy, chứ nó không như là những cái giống bơ bơ khác là hái phải đồng loạt đi, không không hái nó sẽ rụng hết. Đấy. Rồi thằng này được cái là mưa là không bao giờ nứt nổ. Đấy. Vừa rồi là đợt tháng 9 tháng 10 chỗ em mưa rất là nhiều. Đấy, mưa nhiều lắm. Đôi khi em đi công tác khoảng chục ngày mới về thì cứ nghĩ là nó mưa nhiều như thế thì chắc là nó nứt nó nổ hết. Cuối cùng quay trở về nguyên si, không hề ảnh hưởng một tí 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 gì. Đấy. Em sẽ có video đầy đủ về những cái quá trình mà cái dòng bơ này nó phát triển của cái năm vừa rồi á. Tuy nhiên thì em chưa có nhiều giống. Em chưa có nhiều giống nên em không có dám đăng lên. Đã bị đăng lên thì đôi khi mình chưa có giống á. À, mình hẹn các bác ấy rất là khó. Đấy. Rồi để đâm ra là sau này ví dụ như là khi mà em làm được nhiều giống rồi em sẽ đăng những cái video vào quá trình năm vừa rồi. Đấy, chăm sóc trái rồi thu hoạch các thứ cho các bác xem. Đấy. Chỉ còn bây giờ đã có nhiều giống đâu mà đăng đăng lên mà không có giống để lại cho các bác thì thành ra cũng nói suông phải không? Rồi cũng buổi sáng thì cũng trao đổi với các bác một số cái thông tin về cái giống bơ sắp siêu muộn này, hay gọi là bơ Tết. Đấy, nhiều người cứ nói là ở ngoài này có không, thì em nói luôn là ngoài thị trường chưa có giống bơ này nhé. Đấy. Em mới cung cấp được có một số người quen thôi, và một số anh em thì thân thiết để thích bơ thôi,
chứ còn em chưa ở ngoài thị trường chưa có giống bơ này, đặc biệt là chưa có trái bơ này. Đấy, nên các bác nếu bác nào quan tâm thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0989 037 167. Đấy, hoặc là nhắn tin cho em. Đấy, vào buổi trưa buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật các bác gọi cho em để tìm hiểu thêm và đặt giống. Nếu mà có em sẽ gửi luôn. Còn không có thì các bác vui lòng chúng ta đợi mất một thời gian. Đấy, để em làm giống cho nó chuẩn. Chứ em không thích là treo đầu dê rồi bán chó rồi dâu nọ cắm cắm ở kia này, em không thích đâu nhé. Làm cái gì nó phải chuẩn. Các bác trồng một cây các bác ăn ngủ ngon lành, yên tâm rằng đó là một cây bơ chuẩn rồi. Như thế cho nó thoải mái các bác. Rồi chào các bác. Vừa ra bông vừa đi đọt luôn. Hiểu. Cây này thì em không quan tâm lắm về vấn đề nó đậu trái nhiều đâu, đợi để ít thôi, tại nó đang bói mà. Nên là thôi kệ cho nó thoải mái đi. Đẹp. Quá tuyệt vời. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.